Xin kính chào toàn thể các bác. Như đã hứa với các bác thì hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái video thứ tư để chia sẻ với các bác về một số các loại hóa chất phun để kích ủ mầm hoa cho cây bưởi diễn. Và tôi sẽ phân tích kỹ về cái nguyên lý và công dụng của từng loại hóa chất để cho các bác hiểu. Mà khi mà các bác đã hiểu rõ về cái nguyên lý của từng loại hóa chất rồi thì các bác có thể nhìn thực tế cái cây trong vườn nhà các bác cần phun cái loại hóa chất nào cho phù hợp để đạt được cái hiệu quả cao nhất, thì các bác sẽ tự biết cách để lựa chọn. Trong cái thời điểm quan trọng này, muốn cho cây bưởi của chúng ta ủ phân hóa mầm hoa rồi ra hoa và đậu quả đạt cái kết quả tốt nhất thì chúng ta phải biết kết hợp nhiều phương pháp để tác động lên cho cây. Một trong những phương pháp quan trọng đó là phun cái hóa chất để kích ủ mầm hoa cho cây, gọi là hóa chất hay là thuốc kích ủ mầm hoa, nhưng thực ra thì nó là một cái loại phân bón lá có chứa hàm lượng lân cao cộng với một lượng kali nhỏ và đạm. Bởi trong cái thời kỳ cây chuyển giai đoạn từ sinh trưởng sang sinh sản thì cái nguyên tố lân nó chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phân chia tế bào, ủ và phân hóa mầm hoa. Chính vì vậy mà ta phải tác động lân cho cây cả qua rễ và các vị trí mắt mầm. Tức là ta vừa dùng lân bón xuống gốc, vừa phun trực tiếp lên lá và các vị trí của mắt mầm để tác động cho cây, để cây phân hóa và ủ mầm hoa được tốt nhất. Còn cái kali thì nó lại có cái tác dụng thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất, làm già nhanh cái lá lộc non và ngăn chặn ra lộc mới. Về thành phần của đạm thì ngược lại với kali, đạm nó lại thúc đẩy cái quá trình hình thành chồi non và lộc mới. Khi mà ta đã hiểu rõ về cái nguyên lý và tác dụng của từng loại nguyên tố trong phân bón kích ủ mầm hoa rồi thì nó rất dễ trong việc lựa chọn loại phân hóa chất nào để phun cho vườn của nhà mình. Thì trên thị trường bây giờ thì nó có rất nhiều loại sản phẩm phân bón kích ủ mầm hoa, nhưng hôm nay thì tôi chỉ muốn chia sẻ với các bác ba cái loại chính mà tôi và mọi người cũng hay dùng. Một là siêu lân 86, hai là MKB 05234, và loại thứ ba cũng là MKB là 10, 60 và 10. Vậy thì sẽ có bác hỏi trong ba cái loại này thì phun loại nào tốt hơn? Thì để giải đáp một cái câu hỏi này thì tôi sẽ phân tích rõ cái công dụng của từng loại để cho các bác tự có câu trả lời cho chính mình. Một là siêu lân 86. Cái thành phần của nó là 86% là lân hữu hiệu, 0% đạm và 0% kali. Cái loại này thì ta lên phun cho cái vườn cây khỏe, lá dày, già mà hết không còn cái chồi lon hoặc là cái chồi bánh tẻ. Khi ta đưa cái hàm lượng lân cao vào thì cây nó sẽ phân hóa mầm hoa rất nhanh, ra hoa đồng loạt và ra rễ cực mạnh, chống hiện tượng nghẹn hoa, chống ra hoa loi thoi, không đều. Loại thứ hai là loại MKB 05234. Cái loại này thì nó chứa 0% đạm, 52% lân và 34% là kali. Thì chúng ta lên phun cho những cái vườn cây mà nó vẫn còn lộc bánh tẻ, tức là cái lá nó chưa được già hẳn. Nó có tác dụng là làm cái lá này nó già nhanh hơn, nó ngăn chặn cái lộc mới và kích ủ phân hóa mầm hoa cho cây rất tốt. Loại thứ ba là cũng là loại MKB 10, 60, 10. Thì cái thành phần của nó là có 10% là đạm, 60% là lân và 10% là kali. Thì cái dòng này thì các bác lên phun cho những vườn cây yếu, ít lá
Nó sẽ có tác dụng vừa kích ủ mầm hoa cho cây, vừa thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất, và nó kích thích đâm thêm chồi lọc lon mới, vì nó có chứa 10% đạm, mà đạm thì là nó có cái nhiệm vụ là kích lọc cho cây. Nếu mà trong cái trường hợp cây mà yếu, ít lá mà ta lại đi phun cái dòng MKB 05234 thì cây nó sẽ ra rất nhiều hoa, mà lá thì sẽ bị rụng nhiều, rất lâu mới phát triển được cái lớp lọc mới, thì cây nó cũng yếu và cằn cỗi, ra hoa nhiều nhưng mà cũng sẽ khó đậu được quả. Đấy, cho nên là cái loại này nếu cây mà yếu quá thì ta lên phun cái dòng MKB 10, 60, 10 thì nó có thêm 10% đạm, thì nó sẽ giúp cây kích thêm cái lọc mới để cho cây nó khỏe lên. Thì cả ba cái loại hóa chất trên thì hôm nay đã là ngày 13 tháng 11 âm lịch. Thì bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 20 là các bác có thể tiến hành phun được rồi. Thì sau khi phun lần thứ nhất được từ 7 đến 10 ngày thì các bác lại tiếp tục phun lần thứ hai. Như vậy thì chúng ta vừa có lân giải dưới gốc và vừa có lân phun lên lá và mắt mầm, thì sẽ đảm bảo là cây của chúng ta nó sẽ được kích ủ mầm hoa một cách tốt nhất và trổ hoa đồng loạt, không bị loi thoi, tiện cho cái việc chăm sóc của chúng ta sau này. Thì vừa rồi thì tôi cũng đã tranh thủ để chia sẻ với các bác một chút kinh nghiệm của mình trong cái việc sử dụng một số loại phân bón lá kích ủ mầm hoa. Thì rất mong các bác có thể áp dụng vào cái vườn bưởi nhà mình và đạt được những cái kết quả và những thành công tốt nhất. Còn bây giờ thì tôi xin phép được dừng cái video ở đây. Sẽ hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Chúc các bác mạnh khỏe và làm vườn đạt được nhiều thành công trong vụ tới. Xin cảm ơn các bác.